Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kỳ làm việc thứ 5 xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đã ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý, bảo trì và xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông với Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và một số chủ đầu tư khác. Trong quá trình triển khai, các bị cáo là lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông 3 đã thông đồng với một số cá nhân bớt khối lượng công việc so với hợp đồng, lập khống sổ sách nghiệm thu, chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư. Những người này cũng tham mô tài sản, đưa và nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, đồng thời tham mô tài sản của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 và một số chủ đầu tư khác. Trong 28 bị cáo, có bị cáo Phạm Hồng Hà là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long bị truy tố về các tội tham mô tài sản, nhận hối lộ trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiêm Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long, 15 năm tù về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt nhiều bị cáo khác liên quan đến vụ việc, trong đó hai bị cáo Phạm Văn Phả và Đỗ Công Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông 3 lãnh mức án 30 năm tù.